Lời đầu tiên, thầy xin chúc mừng đương số 1027 vì có một đứa con trai có một vòm sao rất là đẹp. Trong lá số tử vi này thì cái chòm sao này của đương số 1027 và con trai giống hệt nhau. Thì đây được gọi là mẹ và con, đây là đương lá số truyền tinh, có nghĩa là truyền tinh, tinh là sao, nghĩa là có chòm sao giống hệt nhau. Cung mệnh của mẹ thì đóng một cung rất xấu, thất sát nằm tại thìn, nhưng con thì lại tuyệt đẹp. Mệnh là hai cái sao Thái Dương, Thiên Lương, Vượng Địa đóng ngay tại cung Mão. Thì về cơ bản cung mệnh của đương số nó giống, nó rất là đẹp. Hai cái sao Thái Dương, Thiên Lương này nó làm cho rất là thông minh, rồi có những cái thành công rực rỡ trong tương lai. Bởi vì lá số nằm ở đây thì cung mệnh nằm ở cung Mão này thì đương nhiên là Thái Âm Miếu Địa nằm cung Tài Bạch sẽ chiếu cung mệnh. Thì đây là một lá số mà của một đứa con sau này rất là giàu có, giỏi giang. Đấy. Đương nhiên là nó phụ thuộc vào các sao khác nữa, cung thân của đương số nữa, nhưng cung mệnh thì rất xuất sắc. Đây nó giống như cung mệnh của anh Quyết FLC ấy. Đấy. Chủ tịch tập đoàn FLC cũng có cung mệnh hai cái sao Thái Dương, Thiên Lương, Vượng Địa nó nằm ngay tại cung Mão này. Nhưng đương nhiên là lá số của anh còn khác, khác ở chỗ là cái chính tinh nó đóng ở phụ tinh nó đóng ở những vị trí khác nhau và đại vận nó khác nhau nữa. Thì con của đương số không như anh Quyết FLC là thành người giàu số 5 trong thị trường chứng khoán được, nhưng cũng là người có hy vọng sau này rất là tốt. Hai cái mệnh Thái Dương Thiên Lương nó nói lên cái tính từ thiện tử tế. Đấy, nhưng vì có phụ tinh là có hóa kỵ thiên hình kình dương nữa nên là có một chút ma quái ở đây, nghĩa là rất là khôn khôn khéo, biết nắm thời cơ. Và Thái Dương mà gặp hóa kỵ thì nhớ rằng là sau này cậu này sẽ bị cận. Đấy, sớm đeo kính cận thôi. Kình dương nằm tại cung mệnh, kình dương là cái người mà dám làm việc lớn. Nó liều ở chỗ là sao Thái Dương và sao Thiên Lương ấy nó đã đẹp, nhưng cái kình dương nó đóng vào đấy sao nó làm cho cái sự liều lĩnh, cho cái sự mạnh bạo nó tăng lên, nó giúp cho cái sao Thái Dương nó mới 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 phát huy được cái tác dụng của mình. Thiên hình tài mệnh cũng là cái sao mà rất giỏi toán. Đây bạn này sau này rất là giỏi môn toán, giỏi pháp luật. Đấy, thầy khuyên bạn này nên đi học luật, giống như anh Quyết FLC là một luật sư. Thì con của bạn mã số 1027 này cũng nên đi học luật, theo đuổi ngành luật sẽ phù hợp và tốt. Nhìn vào trong này thì thấy cung phụ mẫu có sao Tuần đóng. Đấy, thấy thể hiện ngay là dọc cung mệnh ngay của mẹ, cung Tuần đóng. Đấy, Tuần đóng vào đấy nên là tình duyên của cha mẹ hơi trục trặc một chút. Đấy, hơi trục trặc trắc trở. Về cung Phúc Đức thì bạn này gặp sao Tuần đóng đó. Phúc Đức mà gặp sao Tuần đóng thì âm phần chưa độ được cho nhiều cho họ của mình, và sau này có điều kiện thì hóa giải sau, nhưng mà phải quan tâm đến việc lễ bái gia tiên thì bé cậu bé này sẽ tốt. Về cung Điền Trạch rất tốt, tử vi Mão Địa rực sáng. Đấy, đất cát sau này tung hoành khắp nơi, rực rỡ, nhiều đất nhiều cát. Cung Quan Lộc vô chính diệu. Đấy, nên là làm được nhiều ngành nghề, đầu tư được đa ngành đa nghề, nhưng tốt nhất là học là phải theo ngành luật. Đó. Về cung Nô Bộc, phá quân hãm địa gặp hóa quyền nhưng gặp triệt thì lại tốt. Đó thì đây bạn này cũng có cung Nô Bộc tương đối ổn định tốt. Đấy, có thể giúp được cho bạn ấy trong đường đời sau này phát triển được dài hơn. Cung Thiên Di có toàn thế sao tốt là Hỷ Thần, Thiếu Âm, Văn Khúc, Thiên Quý, Hồng Loan, Thiên Tài. Đó, đây cũng là một người tài năng mà cung Thiên Di rất là đẹp, nên là cậu này có số đi xa về gần, có số xuất ngoại. Cung Tật Ách rất tốt, có Liêm Trinh, Thiên Phủ rực sáng nằm ở đấy thì nó giải được rất nhiều bệnh tật, nên là bạn này có một sức khỏe tốt. Về cung Tài Bạch có sao Thái Âm Miếu Địa đóng cung Tài Bạch. Đấy, sao Thái Âm là sao thủy mà đóng tại hành thủy, nên là cũng sau này cũng kiếm tiền rất là thuận lợi. Và nhớ là cung Tài Bạch đóng ở sao âm thủy đấy, nên là sau này ấy, muốn kiếm được nhiều tiền ấy thì phải quan tâm đến cái kim. Đấy, về ngũ hành ấy là quan tâm đến những cái gì mà mạng kim. Đấy,
Rất may là bản mệnh của bạn này lại sao chung kim rồi đó, nên là tài bạch rất là phù hợp với người này, nên là sau này kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng mà vì có đại hao nằm cung tài bạch nên là chi tiêu cũng lớn đấy, cũng là người sau này phóng khoáng giúp đỡ được nhiều người. Về cung tử tức thì sau này hơi xấu một chút, bạn này sẽ là có nhiều dòng con khác nhau. Rồi cung vợ là thiên đồng thái âm, thiên đồng cự môn hãm địa đó, nên là bạn này sau này lấy một người vợ lúc đầu thì rất tử tế nhưng sau này thì rất hư và không ở được với nhau, và chính vì thế nên bạn này tiếp tục lại có những tình duyên khác, và bạn này có hai dòng con, có con với hai dòng con với những người phụ nữ khác nhau, hai dòng con với hai người phụ nữ khác nhau. Việc này rất khó tránh bởi vì thân bạn lại cư cư thê rồi mà thiên đồng cự môn hãm, và nhớ rằng là bạn nó sẽ trải qua một cái giai đoạn là rất là đau đớn khổ sở về chuyện vợ của mình từ năm 30 31 đấy, 30 31 là bạn ấy sẽ bị thất thất tình, buồn bực buồn bã về chuyện vợ con, và cái đây là một cái hạn trong cuộc đời bạn ấy, sau này khiến cho cái việc bạn ấy sẽ thay đổi cái phong cách sống của mình vì thân cư cân cư thê, mà khi mà bị nó vỡ cung đấy thì cung thân nó sẽ tìm cái khác để cư, và lúc đấy bạn sẽ chọn công việc là niềm vui của mình và tập trung vào công việc phát triển và rất tốt và sau này rất là thành công. Và mẹ yên tâm rằng là tung tài bạch của mẹ có thai âm miếu địa nằm ở đấy là con với mẹ sau này kết hợp với nhau kiếm tiền rất là tốt, kinh doanh cùng với mẹ giúp đỡ và rất là thân cận mẹ, cho mẹ rất nhiều tiền. Nên là mẹ bây giờ có nghèo một chút nhưng mà bù lại con sau này rất là tốt và cho mẹ rất nhiều tiền. Chúc mừng mã số 1027. Đây cũng là niềm hy vọng của bạn và công nhận mã số của con bạn rất là đẹp. Về những cái năm vận hạn của đương số của bé thì thầy sẽ nói cho bạn để tránh. Thứ nhất là năm 16 tuổi. Năm 16 tuổi đó là năm mà dễ bị giao kéo, dễ bị hạn, họa hạn châm chích vào người bạn ấy. Năm 16 nhá. À, tránh hạn năm 16. Năm 22 tuổi. Năm 22 tuổi cũng là năm dễ mà sa vào tình duyên mà thất tình. Đấy. Năm 23 tuổi, 22 23 là năm hai cái năm dễ bị thất tình. Đấy, buồn bực về người yêu của mình. Đấy là những cái hạn. À, tiếp theo là hạn năm 30 31. Đấy, hai cái hạn 30 31 cũng là cái hạn xấu về chuyện vợ con. Đấy, bạn này là có số rất hay họa hạn của vợ con. Rồi năm 30 37 37 38 tuổi thì cẩn thận là phá sản. Đấy, nhiều tiền nhưng dẫn tận phá sản 37 38. Đấy, thì mất ba mấy năm 37 38 39 40 41. Đấy, mất những cái năm đấy là rất trục trặc về kinh tế. Về 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 tài sản lớn ấy là có thể mất mát, có thể hỏng mất tài sản. Nên những năm đấy kinh doanh phải cẩn thận. Đó, sau đấy là sẽ tương đối hanh thông và cố gắng tránh một cái tai nạn nữa liên quan đến giao kéo. Đó. Liên quan đến giao kéo phải mổ xẻ năm 56 tuổi. Đấy, hết sức đề phòng và tránh. Đấy là những cái mà còn từ giờ đến năm 13 tuổi thì bé không vấn đề gì hết, tương đối ổn định, không không có vấn đề gì lớn. Mỗi tội hóa kỵ nằm tại cung mệnh ấy thì hay bị oan thôi, nghĩa là hay bị vu oan giá họa, hay bị các bạn trêu, hay bị các bạn vu oan. Nên tập cho bé một cái tính là nhường nhịn, kiên trì, kiên nhẫn. Đấy, và không bị sốc những cái lời khi mà bị vu oan giá họa hoặc là khi mà bị mọi người trêu hoặc là xa lánh, thì tốt nhất là tập cho bé cái khả năng mà phòng vệ cái việc bị cô lập. Và nhớ rằng là nên cho bé học tốt các môn như là toán toán này, rồi luật, nếu mà có điều kiện thì cho bé đọc dần dần đi toán luật để sau này để làm luật sư cho tốt. Đấy. Văn cũng là một cái phải học, lịch sử là cho bé tập trung vào học
và ba mẹ quan tâm đến việc là sau này trường luật hình như có hai khối A và D sao đấy, A và C sao đấy, thì cho bé theo cả hai khối vừa A vừa C thì sau này toàn diện hơn, cho nó học hành nó phụ nó thuận lợi hơn. Xin chỉ thêm cho bé một cái số cái cách để mà bé vượt qua được cái trục trặc của cuộc đời mình vì cái sau kinh dương hóa kỵ tại mệnh. Sao hóa kỵ là cái sao mà thị phi hay bị người khác ghét đó, mặc dù mình rất tử tế. Bởi vì là sao? Bởi vì cái bạn này sau này bạn ấy rất lạnh lùng, bạn ấy kiêu kỳ. Đấy, cái sao hóa kỵ tại mệnh là những người rất là kiêu và thường ấy là không bắt chuyện với những người tầm thường, gặp người khác thì hơi khinh khỉnh nên là sẽ bị người ta ghét, người ta không quan tâm. Đấy, thế thì mẹ phải luyện tập cho bé là cái cách mà bé ngoại giao và giao tiếp với các bạn và không được đối xử, không được phân biệt giai cấp, không được phân biệt chủng tộc, không được phân biệt đẳng cấp ngay từ bé. Rồi hòa nhã rồi chan hòa với tất cả các bạn để cho bạn ấy cái sao hóa kỵ trong con bạn trong 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 mệnh của bạn ấy nó giảm đi. Tiếp nữa là về cái việc mà bé bị cận ấy, thái dương hợp hóa kỵ là phải đeo cái kính trên mắt, thì mẹ biết rồi ngay từ bé, bây giờ mới có 3 tuổi 2-3 tuổi thì đừng cho xem tivi nhiều, đừng có cho sa đà vào điện thoại để sau này bị cận, và đừng có ở trong phòng nhiều, lúc nào cũng nhìn thấy 4 bức tường là con sẽ không phóng tầm mắt ra xa được. Nên là cha mẹ có điều kiện là phải đưa con đến những cái cánh đồng xa để tập cho bé nhìn thật xa vào, hoặc là đưa đến những cái nơi có không gian rộng để luyện mắt để nhìn xa và nhìn thấy nhiều màu xanh lá cây thì nó sẽ tốt cho mắt để không bị cận. Tiếp nữa là cái sao thiên hình tại mệnh ấy là cái sao hình khắc, nó sẽ bị một vết mổ hoặc một vết dao gì đấy nó, hoặc là một cái tật nào đấy nó để lại trên con người, nên thì cha mẹ rất hết sức cẩn thận. À, đi đường đi đứng con cái phải đưa đón cẩn thận, dễ bị tai nạn tai họa về cái chuyện di chuyển, nên là đưa đón con cho tốt, hướng dẫn về luật giao thông từ ngay bây giờ, đi phải chọn chỗ đi, nhất ở Hà Nội này đi bên phải phải đi lên trên lề đường và đi thật xa vào, sát vào lề đường, không được đi dưới lề đường mà dễ bị tai nạn tai họa vào những cái năm hạn hạ xấu mà thầy nói. Đó. Rồi cái cung tài bạch có sao đại hao là sau này không giữ được tiền ấy, là toàn là bội chi ấy. Đấy, thì người ta hóa giải cái sao đại hao bằng cách là cho tiền dịch chuyển liên tục, có nghĩa là không nên kiếm được tiền nhiều nhưng không nên giữ tiền, nó chuyển sang bất động sản hoặc chuyển sang mua một cái gì đấy thì sẽ tích lũy được, còn nếu mà chỉ cầm tiền mặt không thì dễ bị mất, dễ bị bội chi đó, thì cái đấy cũng là cách hóa giải để sau này cho tốt. Một cái nữa là cung vợ rất là xấu, thiên đồng cự môn hãm đấy, nên là cái chọn một người vợ quan trọng cực kỳ, đừng có nhìn tướng không, đừng có nhìn mặt không mà có thể chọn được, mà phải xem kỹ vào lá số tử vi thế nào, nhìn thấy cung hạ mệnh hãm rồi phúc đức hãm có vấn đề thì phải cẩn thận, bởi vì những người đấy lúc đầu thì rất tử tế nhưng mà sau này thì nó kinh khủng lắm đấy. Nên là vì cung trâu cung vợ của mình xấu nên là tốt nhất chỉ chọn thật chính xác và chỉ lấy một vợ thôi. Đấy, thế còn sau này hóa giải bằng cách là có thể cưới 2 lần hoặc có thể di cung hoán số thì nó sẽ tốt để tránh 2 đời vợ khổ con cái. Về cung huynh đệ thì anh chị em trong nhà sau này rất là tốt, và bạn này nếu mà mẹ có thêm em bé nữa thì cái người kia cũng sẽ những người có thể học rất là giỏi, về hóa khoa nằm ở đấy. Rồi sao lộc tồn nằm ở đấy cũng là cái sao mà sau này có tiền. Đấy. Sao bác sĩ nằm ở đấy cũng là có cách chăm sóc tốt. Và vũ phúc thiên tướng nằm ở cung huynh đệ thì chắc chắn huynh đệ cũng giỏi. Nên là đương số 1027 này đẻ đứa con nào cũng xuất sắc. Rồi cung điền trạch vì có sao địa không hỏa tinh nằm ở đấy nên sau này sở hữu rất nhiều đất lớn nhưng mà nghịch. Đất lớn nhưng nghịch. Đó. Nên những cái tập đoàn lớn như FLC như TH Chu Mưu hoặc là kể cả Vincom, khi người ta mua một mảnh đất nào đấy thì người ta cũng sẽ lễ bái rất là cẩn thận,
ta đến, người ta nếu mà có cốt thì người ta sẽ hóa cốt hoặc là đào cốt để chuyển đến nơi khác. Rồi có các vong linh ở đấy thì họ sẽ cầu siêu cho các vong linh siêu thoát, rồi họ sẽ giao tiếp với các quan thần linh ở nơi đấy để xem ý các quan thế nào trong việc xây dựng, xây lắp, rồi hướng nhà, hướng cửa, rồi xem phong thủy, rất nhiều thứ để nó cải cung đất. Thì bạn này cũng thế, sau này phải nhớ quan tâm đến tâm linh, nhân quan tâm đến âm trạch thì bạn rất rất nhiều đất, và đất rất là rộng, thậm chí được sở hữu được rất nhiều sân golf, những khu resort lớn. Đây là lá số mà dễ được như thế. Xin chào các bạn, Tử Vi Việt Nam đã có một bài để luận giải định hướng cho một bé rất là ít tuổi, năm nay mới 3 tuổi âm thôi, chắc là mới 2 tuổi dương. Đấy. Sinh năm 2014 mà, sinh tháng 7. Và rất mong rằng sau những cái lời luận giải này thì bé có một cái kim chỉ nam để mà phát triển cuộc đời mình sau này, và nương theo đấy để sống thuận thiên và thu hoạch được nhiều thành công trong cuộc đời. Xin chào các bạn và chào đương số.